Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị làm airdrop token Sol Guru và chạy trên cái network Sol. Quý vị hãy vào đường link KTV sẽ để bên dưới video này. Rồi, trước hết quý vị hãy follow Twitter này. Opening the new app này. Rồi, quý vị follow này. Tắt đi này. Quý vị hãy join vào cái Telegram này. Quý vị chọn Open Telegram Desktop này. Join Channel này. Rồi chọn lại vị trình duyệt này. Quý vị sẽ tắt đi này. Quý vị hãy join vào Group Telegram này. Chọn Open Link này. Rồi quý vị chọn Open Telegram này. Rồi quý vị join Group này. Chọn lại vị trình duyệt này. Quý vị tắt đi này. Quý vị hãy nhập địa chỉ email của quý vị vào cái ô email này. Ô thứ hai, quý vị hãy nhập cái link tài khoản Twitter của quý vị này. Ô thứ ba, quý vị hãy nhập cái link Telegram. Cái ô thứ tư, quý vị này cái đường link trên tweet này, quý vị này join đăng cái này. Quý vị chọn này này, trên tweet cái này này, quý vị tap ba này ba này. Rồi, quý vị chọn tweet này. Quý vị view để lấy đường link này. Rồi, quý vị copy luôn cái đường link này. Quý vị dán vào cái ô đi tweet này. Cái ô cuối cùng là địa chỉ ví Sol Wallet. Quý vị hãy vào cái địa chỉ ví Sol của quý vị. Solnet.io này. Quý vị ai chưa có tài khoản ví Solnet thì quý vị hãy đăng ký theo đường link là được. Đây. Này. Rồi, quý vị dán và quý vị chọn dùng cái này. Ok, vậy là đã xong.